ngon đấy, ngon đấy, nuôi nhà phải ngon lên. Xin chào tất cả các bạn nhé. Những cái hình ảnh các bạn đang thấy đây chính là một trong số những cảnh của chợ bờ sông của thành phố Lạng Sơn các bạn ạ. Hiện tại bây giờ là lúc 8 giờ sáng thì là trời khá là mát và rất là nhiều người đang ra để họp chợ các bạn nhé. Cái khu mình đang đứng đây là bán rất nhiều chim chóc, chim cảnh, chim trọi, chim nói chung là tất tần tật các bạn ạ. Thậm chí là có cả thú thú rừng nữa nhá, những động vật là lạ nữa. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi xem, ở đây chủ yếu là chim thôi các bạn. Sẽ đưa các bạn đi đảo qua một vòng nhá. Đây là châu chấu các bạn ạ. Châu chấu, con to đùng ý nhỉ. Cái này để nuôi cái gì hả chú? Nuôi con này luôn à? À, thức ăn nó luôn. Thế bọn trẻ nó mà mua về mà không có được thì làm sao chú? Ăn thịt, ăn quả. À, ăn tiền. À, giá nó còn à. À. Đây các bạn. Cái này là con gì đấy chú? Rồng đất. Rồng đất ạ. Nhưng mà cái tên tên hay gọi, tên chính thức của nó là cái gì? Tức là rồng đất luôn à? Thì gọi tôm bay. À, tôm bay. Rồng đất thì cái này nó có cắn người không cô? Không. Không à, hiền nhỉ, chắc sợ nó cắn. Con đấy, con xanh biếc cái này. Lấy nó một đôi, con được con cái này. Cái này bao tiền một con đấy cô? 300 một con, còn con này 400. À. Thế là cũng không phải đắt đâu nhỉ? Không đắt. Không đắt mà con chim đúng không? Con này, còn... Đây này, sờ thoải mái bỏ đây. Vâng. Cứ sờ thoải mái cho đây này. Sờ thoải mái mà, đây này nó như thế này mà. À, hiền phết nhỉ? Con hết rồi mà. Cái này mà trẻ con nó yêu phết nhỉ? Ừ, trẻ con nó về. Thì vừa rồi cháu thấy không? Trẻ con nó mua hôn con. À. Không đi chơi ngoài. Con là rất là hiền các bạn nhá. Ừ. Rồng đất. Lấy cho trẻ con một đôi, bây giờ coi như nghỉ hè biết không? Vâng. Đêm nó ăn con muỗi không biết mà. À, ăn con muỗi à? Nó như là con tắc kè. Thì tắc kè luôn á. Ừ, nó ăn muỗi mà. Muỗi ăn rắn con. Cái này cô là mua ở trên người trong làng ra bán hay là? Trong làng nó bảo tự nhiên sâu nó bắt. Nó à. Nó bắt thế nào đâu ra về, nó còn còn rát. Thế ạ. Chứ còn là cháu chưa gặp con nào bao giờ bố? Chứ mới bắt vào nó bắt về nó ác. Vâng. Là... À mới bắt vào nó ác. Ừ, nó mình thần nó thôi. Thế chắc nuôi từ bé hả? Cũng không bé. Nó mua về nuôi từ bé hả? Khoảng đâu một tháng rồi. Ừ, tháng rồi thuần luôn. Nhanh đấy nhỉ. Ở đây nó không ăn này, hay là no lắm rồi nó. Nó làm một đôi thì là về. Châu chấu nó không ăn. Này trẻ con nó coi như thì. Vâng. Nó chơi trong nhà. Đây là hai đôi em ạ. Hai đôi. Lấy cả. Đấy, cho trẻ con nó. Đỡ đi chơi, có cái túi gì đấy, bán túi gì nhìn, nhìn rất là ghê luôn nhưng mà nó là rất là hiền các bạn nhá. Hiền cực luôn. Đấy. Phần hết rồi mà đổi màu liên tục. À đổi màu liên tục hả? Đổi màu liên tục. Còn muốn chăn cái con này thì ngày chợ ra mới có. Thì à. Có. Thế cái con này có phải người ta gọi là kỳ nhông không? Không, kỳ nhông khác à? Con này gọi là con gì? Rất nhiều người không biết luôn. Không biết đâu, không biết đâu. Thế lạ luôn ạ. Rồng đất này. Cô hay gọi là rồng đất. Rời khỏi cái mấy con rồng đất ra thì là đây là bán chó con các bạn ạ. Chú con này bán bao tiền chú? 600. 600. À. Hai con là 600 hết à? Vâng. 600 hết. À, con kia chắc rẻ hơn, ít hơn. 300. 300. À. Đây là giống chó gì đấy chị? Phú Quốc. À, Phú Quốc à? Đắt không chị? 600 một con. 600 một con. Ô, tí mày ghi âm ra vào đấy hết. À. Giống chó Phú Quốc. Nhìn cái lông rất là mịn, mượt nhỉ? Ngủ ơi. Ngủ không ngủ thôi. Không. Đây bán rất nhiều những cái khu này gọi là hội chợ chim, chúng tôi hay gọi là chợ chim các bạn ạ. À. Chắc là đa phần các bạn sẽ thấy là mọi người chủ yếu là ra đây là giao dịch chim là chính thôi, chim và những thức ăn lồng, những cái phụ kiện hỗ trợ để cho việc nuôi chim thì rất là nhiều. Bên này một dàn đây luôn này.
Bên này thì là thức ăn cho chim này các bạn nhé. Giá cả thì rõ ràng đây hết rồi. Từ một quầy chim thu hút rất nhiều người để xem. Và anh ơi, con này là con gì đấy nhỉ? Ưng. Hả? Ưng. Chim ưng à? Vâng. Ồ. Anh quay đấy à? Rồi, cho em thấy mặt em mới lên truyền cái. Con này có con chim lạ độc ấy. Lạ đâu rồi, chẳng. Sao sao biến mất vào như này? Biến vào thì nó đỡ mổ người ấy. À, mổ người à? Quen nó hoảng. Con này mà gặp gió thì tung cánh luôn. À. Gặp gió thì vỗ cánh luôn. Gió phát là bay luôn đúng không? Rồi. Mà cứ dám thả đâu. Đấy, nhìn cái quả đầu mà nó thả được đó. Cái này là hay đấy. Cái này chim ra chim non. Chim non. Và nó nhát rất là hay. Thời gian chơi ấy. Cái đầu nó là đúng rồi. Bay luôn này con này. Giữ. Đấy, phải đeo găng tay vào rồi. Càng nhiều người càng sợ vì nó chưa đi ra ngoài bao giờ. À. Thế về nhà mình phải thả ra chứ vào. Về nhà phải về bỏ cái đầu ra chứ. Đậu câu. Đậu câu thôi. À. Bỏ hú ra. Con này trước là mua là bắt được? Mua. Bao tiền con này? Mua lúc mua non là 750. À. Một nuôi được mấy tháng rồi? 2 tháng. 2 tháng. Cái con đi chơi là nhất rồi. Không đụng hàng. Bao nhiêu? Anh mua đâu? Hả? Mình phải hơn 200 rồi. Mình mua. Con này đi chơi là nhất rồi. Nhưng mà em mua lúc kia nó đứng rồi. Cái cây ở nó đứng rồi, nó đứng đi rồi. Mèo mà thấy còn chạy. Chạy mất dép luôn. Bóc phát. Nhưng mà mình không có thời gian này, nó không thuần người mấy đâu. Đầu cầu cao, cầu thấp thì chó mèo vào. Mèo không, mèo thấy còn sợ ấy. Mèo thấy rồi mất dép.